Em xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì nhà em xuống một chậu hạc vĩ thiên cung. Cái loại này thì chắc là rất là ít cô chú anh chị chơi và rất là ít cô chú anh chị có giống đúng không ạ? Bởi vì là 1-2 năm nay thì cô chú anh chị toàn theo điệp thôi. Này là thiên cung Điệp bố chính hiệu đó. Và chạy theo hàng va rất là nhiều cho nên là cái mặt hàng này bị bỏ quên và nó khá là ít giống. Nhà em thì có duy nhất một giò này thôi và nó được khá là nhiều ki, nó là rất là nhiều ki luôn đó. Hiện tại thì bây giờ em tách ra hết và em ghép vào từng bảng một để sang năm làm giống sưu tầm, có nhiều thì chia sẻ cho quý cô chú anh chị đấy. Tính là dự là sang năm cái dòng này thì nó sẽ đắt hơn cái dòng phi điệp bây giờ. Bởi phi điệp bây giờ là rất là nhiều giống rồi, cực kỳ là nhiều luôn, cho nên là giá cả của nó thì cũng rẻ hơn rất là nhiều so với 1-2 năm trước đúng không ạ? Còn cái dòng này thì ít giống lắm, bởi vì đây là hàng chuẩn nha, hạc vĩ thiên cung lữ bố hàng chuẩn nha, đã nở tại vườn nhà em mấy mùa rồi đó. Bông rất là sai, thơm, to nữa. Đấy, rất là nhiều này, rất là nhiều ki này. Đây là ki ra được 1 năm và đã thất ngọn rồi. Một số ki thất ngọn rồi. Đây, đang đến mùa thất ngọn rồi và ki của nó dài cỡ 70-60 rồi. Ki ngắn nhất là cũng 20 cm rồi. Đấy. Đó, rất là nhiều ki. Em sẽ xuống từ từ. Ở đây, sau khi đã tách xuống hết cái giò này, tách xuống hết này, cần cho trụi thôi thì được bằng này khá là nhiều, chắc ở đây phải trồng được tầm 20 giò, mỗi giò tầm 5-7 thân thôi. Đó. Rồi, khá là nhiều. Đây là hạc vĩ thiên cung lữ bố. Hạc vĩ thiên cung lữ bố nha, một dòng chắc là ít cô chú anh chị biết rồi. Bị lãng quên. Còn bên này thì em có một cái giò hạc vĩ Lai Châu. Đây, hạc vĩ Lai Châu này. Cô chú anh chị nhìn thân lá của nó khá là khác. Đây là hạc vĩ Lai Châu thì thường là lá của nó sẽ to hơn, to tròn, những kiểu là lá mít. Cô chú anh chị, lá mít, lá xếp. Ở đây đang có hoa bói này. Đó, hoa bói của hạc vĩ Lai Châu. Còn cái dòng mà hạc vĩ Thiên Cung thì nó khác nha. Hoa của nó tím đậm hơn khá là nhiều. Đấy, và cái dòng mà Lai Châu này nó nhạt hơn, hoa nhạt hơn, nhưng mà được cái lá, được cái thân thủ của nó rất là mít, rụt nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Đấy ạ. Đây, lá của cái hạc vĩ thiên cung này nó bé hơn và nhọn hơn. Đấy, nhưng mà hoa của nó lại đẹp hơn, bền sai và màu sắc sặc sỡ hơn, to cánh tròn đấy. Dòng này để tí em trồng vào thì em quay tiếp cho cô chú anh chị.